Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của kênh VTC16. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ đêm 8 đến ngày 9 tháng 6, Bắc Bộ có khả năng xảy ra tình trạng mưa vừa mưa to có dông, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến toàn vùng dao động từ 20 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tình trạng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Có thể thấy mưa lớn xảy ra cục bộ có khả năng gây ra tình trạng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp có thể sẽ xảy ra. Đề phòng mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu vực đô thị. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng đã đưa ra dự báo thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội trong 2 ngày khi mà các thí sinh dự thi vào lớp 10 như sau. Xác suất mưa vào ngày 8 tháng 6 là dưới 65%, trong khi đó vào ngày 9 tháng 6, xác suất mưa dao động từ 70 cho đến 80%. Đến với thời tiết tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời sẽ có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó tại khu vực phía Nam thì vào chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tình trạng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ toàn vùng dao động từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm qua, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa có nơi đã xuất hiện trên 50mm, như tại Iasir, Kon Tum là 55,8mm, Đoàn Kết, Lâm Đồng là 66,4mm, Mỹ Lợi, thành phố Hồ Chí Minh 152,2mm. Khu vực Phú Thạnh, Đồng Nai là 126,6mm, trong khi đó là tại Phước Hội của Bà Rịa Vũng Tàu là 60,6mm. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo trời sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối ngày mai được dự báo có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tình trạng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ toàn miền được dự báo dao động từ 21 đến 32 độ C. Đến với thời tiết biển, đêm nay và ngày mai, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Đề phòng những con sóng có độ cao có thể là lên trên 2 mét, thưa quý vị. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết nông vụ. Đu đủ là loại cây trồng mau thu hoạch, dễ trồng và cũng dễ tiêu thụ. Tuy nhiên, đu đủ rất mẫn cảm với điều kiện úng nước, nên vườn đu đủ nếu không được thoát nước tốt, rất dễ nhiễm bệnh, làm thất thu năng suất, ảnh hưởng chất lượng trái, thậm chí là gây chết cây của bà con. Vì thế, để trồng đu đủ năng suất cao, sạch, người nông dân cần phải biết cách quản lý các đối tượng dịch hại theo hướng an toàn. Trong mùa mưa, khi mà ẩm độ cao, cần tạo điều kiện thuận lợi cho một số bệnh phát triển trên đu đủ như là bệnh xoắn lá. Bệnh này do virus gây ra và thường được truyền từ cây sang cây bởi côn trùng như là cánh cụt. Vâng, cây đu đủ bị nhiễm virus thường có lá bị xoắn và biến dạng, và điều này có thể làm ảnh hưởng đến năng suất. Và để ngăn chặn sâu bệnh gây hại trên đu đủ hiệu quả, thì mọi người có thể thực hiện các biện pháp sau đây. Đầu tiên là phải giữ vệ sinh vườn cây, loại bỏ các mảnh vụn trong vườn cây. Thứ hai, chúng ta lựa chọn giống đu đủ chịu bệnh tốt. Thứ ba là cung cấp đầy đủ nước và dinh dưỡng cho cây. Áp dụng phương pháp bảo vệ thực vật như sau: sử dụng các biện pháp bảo vệ thực vật phù hợp, đồng thời sử dụng các biện pháp sinh học, sử dụng côn trùng hữu ích và vi khuẩn, nắm đối kháng hoặc sản phẩm hữu cơ để kiểm soát sâu bệnh hại tự nhiên. Theo dõi và kiểm tra thường xuyên, phát hiện sớm các dấu hiệu của sâu bệnh hại, áp dụng các biện pháp kiểm soát ngay lập tức. Vâng, hy vọng là thông qua những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho bà con của chúng ta có thêm những kinh nghiệm để chăm sóc vườn đu đủ trong điều kiện thời tiết hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.